Hello, xin chào các bạn. Quay trở lại với kênh Sơn Ánh Vlog. Hôm nay mình dẫn các bạn đi bón phân cho các cái cây cà đấy nha các bạn. Đây là cái cây cà tím mà mình trồng cách đây được chục ngày rồi, nhưng mà mình chưa cho phân. Và hôm nay mình ở trong xa lắm, nên ra không gánh được phân lợn hay phân chua nước phân vào để tưới. Và mình đã phải mang cái lân này này các bạn. Đây là cái lân đầu trâu, người ta gọi, thấy mình đi mua thì người ta gọi là lân đầu trâu. Và mình mang đi mình bón, vì hôm nay là trời mưa, đâm ra là bón xuống thì nó sẽ ngấm, đỡ phải tưới nhá. Nếu như mà bón vào dưới nắng thì là mình cần phải tưới, hòa ra nước để mình tưới, không là cây nó chết, vì cây này nó vẫn còn non. Đây là cây cà tím mà chia sẻ video trước ấy, mình đã chia sẻ cho các bạn là mình đi trồng đấy. Và đến hôm nay cũng đã được mấy ngày thì nó bén rễ rồi. Và hôm nay là trời mưa, gặp mưa đâm ra là mình đi bón để cho nó đỡ bị mất nhiều công tưới, xách nước đi tưới cũng rất là vất vả. Và hôm nay mình bón xong rồi là mình vun qua nó vào gốc ấy, để cho nó mưa nó thấm sâu xuống và thế là nó ngấm từ từ, là cây nó sẽ lớn và nó sẽ ăn. Vì đây là cái phân hóa học nên là nó cũng có rất là nhiều chất, và hình như là nó cũng làm cải tạo đất rồi đấy, chứ không phải là cứ phải là phân chuồng đâu. Vì là đi mua thì người ta sản xuất ra thì tất nhiên là nó phải có hiệu quả, đúng không các bạn? Vì thế là chúng ta sẽ cùng bón phân. Mình bón nó xa xa gốc ra, vì mình sợ nó, nếu như bón sát vào gốc ấy, sợ nó có nhiều chất đạm, nó có nhiều độ mặn hay sao ấy, nó sẽ sót, nó sẽ dính vào gốc, nó sót thì nó sẽ bị hỏng đấy, sợ nó bị chết đấy, nên ra mình bón xa nó ra nhé.
mình không mang cuốc, mình lấy tay mình vun nó vào. Các bạn thấy không? Đây là cây cà mình cho phân và mình đã vun lấy tay, dùng tay mình vun gốc nó lại rồi. Mình che nó đi để cho nó khỏi ánh nắng mặt trời nó chiếu vào. Và bây giờ video mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.